nhìn thấy cái mầm này chưa? Ồ, cây nó mập rồi. Yay! Yay, cây nó mập chưa? Đây là cây mọc lên rồi này. Còn cái mầm nó mập lên này, đây là cây á. Ừ, mầm cây á. Đúng rồi, yay. Ơ, đi sao ra nó hỏng cây? Đấy. Cái kiếm kẻ nó. Này, đừng tao này. Hey.